Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Merchant ATM, lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm video về cập nhật về tình hình giá của Bitcoin trong tuần tiếp theo, là tuần từ ngày 20 đến tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 ha. Với chủ đề đó là các tổ chức lớn mua Bitcoin hàng tuần và Bitcoin sẽ sớm tăng ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Merchant ATM thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không nên em chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay với việc là mình có một tham khảo được một bài viết ở trên diễn đàn là Trader Việt với tiêu đề là các tổ chức là đang lớn đang đang rót 57,8 triệu đô la vào Bitcoin mỗi tuần ha. Nội dung bài viết này là theo một báo cáo mới từ Rayscale. Rayscale là một cái tổ chức quỹ đầu tư ở trên lớn ở trên thế giới ha. Thì công ty này đã đổ một dòng vốn khổng lồ vào Bitcoin Trust và trung bình lỡ mất là 43,8 triệu đô mỗi tuần này trong suốt nửa đầu năm 2020 ha. Và thêm vào đó thì nhà đầu tư vĩ mô huyền thoại đó là Paul Tudor là đã gây chú ý là vào đầu năm nay, khi mà ông tuyên bố rằng là ông đang trích một khoản tài sản ròng của mình để đưa vào Bitcoin ha. Và ông đã nói rằng là ông tin đây là một tài sản hưởng lợi lớn nhất từ hiện tượng là lạm phát toàn cầu đang diễn ra. Và theo dữ liệu từ báo cáo quý 2 và nửa đầu năm của Rayscale á, thì các tổ chức lớn đã rót tổng cộng là 1,4 tỷ đô vào các sản phẩm của công ty, và trong đó thì trung bình mỗi tuần là có khoảng 43,8 triệu đô đã được rót vào Bitcoin. Và thông tin các tổ chức lớn này đã được đổ cái đã hướng cái một cái khoản đầu tư của mình đến cái loại tài sản đó là Bitcoin, thì có thể là đây sẽ là một cái động lực để thúc đẩy cái giá của Bitcoin nó tăng trong tương lai ha anh em. Đó là theo quan điểm của mình. Còn chúng ta sẽ quan sát tiếp theo ở trên cái biểu đồ Bitcoin ở trên TradingView ở không quý cơ, ở không tuần. Ở không tuần chúng ta có thể thấy được là trước đó thì Bitcoin nó đã tiếp cận cái vùng mà nó là vùng 10.000 đô này. Đây là cái vùng 10.000 đô mà Bitcoin nó đã tiếp cận về, và ở đây thì có một cái hành động giá rất là tốt, đó là phê kỳ giảm giá này. Đây là một cái phê kỳ giảm giá ha, với cái nến IC3 này, cái nến MR3 và bọc 2 3 ba cái nến IC3 phía trong, và cái nến thứ tư là cái nến phá vỡ ra nhưng mà đóng nến là một cái nến biên bay giảm giá, chứng tỏ là một cái setup, đây là một cái setup giảm giá, setup phê kỳ giảm giá. Và tiếp theo đó có một cái setup đó là setup ba con quạ đen, đó là three black round. Đây là một mô hình nến nhập, mô hình mẫu nến nhập báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm hơn, và nó diễn ra ở cuối một xuống tăng ở chỗ này. Là cái các video tuần trước thì mình nghĩ là giá Bitcoin nó sẽ đâm, nó sẽ giảm, nhưng mà giá các setup giảm giá này nó không thể khiến cho giá Bitcoin nó giảm được, mà nó chỉ sideways ở trong cái vùng giá là 9.000 cho 9.400 thôi. Cho nên là cái mục tiêu tiếp theo á, mình nghĩ á, khi mà giá các setup giảm nó đã xuất hiện nhưng mà giá nó không thể giảm được á, thì có các động lực, nó có momentum là nó đẩy giá, nó đỡ được giá Bitcoin giảm. Cho nên là trong tương lai thì giá Bitcoin nó sẽ bùng, nó sẽ tăng trong tương lai ha nè. Ok, chúng ta sẽ quan sát tiếp theo ở trên khung daily này. Trên khung daily chúng ta có được cái mô hình, đó là cái mô hình tam giác cân. Đây là mình sẽ vẽ cái mô hình tam giác cân ha. Anh em có thể thấy là trong mô hình tam giác cân này, về cuối mô càng cuối mô hình đó, Bitcoin nó dao động khá là thấp. Anh em có thể thấy là nó dao động rất là thấp, càng về cuối mô hình nó cái nến các cái nến của nó càng nhỏ dần, và nó khi mà giá mình nghĩ khi mà giá nó bung bung ra khỏi cái mô hình, nó break khỏi mô hình đó, thì giá nó bung lụa rất là mạnh ha. Ok, và hiện tại trong trường hợp này á, khi mà giá Bitcoin nó đang sideways, nó đi ngang trong vùng giá là 9.000 cho 9.200 ở trên cung daily á, anh em nên chuyển sang các cái đồng altcoin để anh em mà đánh margin để cho nó tốt hơn, nó đạt được cái lợi nhuận nó tốt hơn ha. Và nếu anh và team mình có một group trên Telegram, đó là anh em có thể tham gia để nhận các tín hiệu đánh altcoin ha. Anh em search trên Telegram, search a cộng margin này, gạch ngang ATM và Enter, nó sẽ ra một cái kênh channel của team mình. Và trên đây thì mình sẽ trên đây sẽ có các cập nhật về của team mình ha. Anh em ấn vào group Discord thì nó sẽ em tham gia vào cái group chat. Trên đây anh em có thể trao đổi về kiến thức trading, và anh em muốn tham gia vào channel VIP của team mình đó, thì anh em nên search là gạch chéo này, ấn vào VIP signal, anh em đọc và làm theo cái hướng dẫn này, anh em sẽ được vào tài khoản, vào channel của VIP của team mình ha. Đây là channel VIP của team mình này. Đây là các cái lệnh đánh altcoin.
như là đánh con Linh này, Long Linh này, ETH này, Bitcoin Cash này, Ethereum này. Đó sẽ có các cái tín hiệu do các admin sẽ share cho anh em ha, và anh em follow đó. Ok, và khi mà Bitcoin nó đang quay trở lại, thì khi mà Bitcoin nó đang dao động ở trong mô hình này thì sắp tới trong tương lai thì khoảng tầm là tầm 4 tới 5 ngày sắp sắp tới thì Bitcoin nó sẽ biến động mạnh và break khỏi cái mô hình này ha này. Trong tương lai mình nghĩ như vậy, và mình sẽ thiên về cái chiều hướng đó là Bitcoin nó sẽ bùng lên và nó sẽ có một đợt retest lại cái mô hình này, và mình sẽ canh và mình long lên ngay tại đó để đón, và có thể nó sẽ retest lại cái vùng một kháng cự, đó là cái vùng 10.000 đến vùng 10.4 á, là cái vùng kháng cự ở trên không week, không tuần. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Bitcoin Cash thì anh em có thể trước đó ở các video trước thì mình có xe đó là Bitcoin Cash, là nó đang đi sideways trong cái vùng giá, đó là cái vùng kháng cự với cái vùng hỗ trợ phía dưới, như mình kể ở đây là vùng 210 204 219 này, và vùng kháng cự là 264 đến 276. Và ở ngay và khi mà giá nó đang tiếp cận với cái vùng hỗ trợ này, nó đã xuất hiện được một cái setup, đó là setup Pai Kỳ tăng giá này, như anh em có thể thấy trong màn hình này. Setup 5 cây nến này là cây nến Model 3 này, và một IC3 phía trong. Cây nến thứ ba là cây nến break khỏi cái mô hình này, break khỏi cái IC3 này và đóng nến, là một cái nến giảm. Mà và cái nến thứ tư này là cái nến break lên với cái nến tăng, và cái nến tiếp theo cũng là cái nến tăng. Và với cái động lực tăng như thế này á, mình sẽ có một cái setup, đó là mình sẽ long theo cái xu hướng, long theo cái setup này ha, setup Pai Kỳ tăng giá, là mình long ngay tại đỉnh của cái mũi của cái IC3 phía trong này, và stop loss là cách đặt cách cái đáy của setup này một chút ha, cách cái đáy một chút. Và móc TP chúng ta sẽ là móc take profit, là móc chốt lời chúng ta sẽ là 1,5 cho đến 2 lợi nhuận ha. 1,5 thì anh em có thể chốt lời ở 254 này, và 2 lợi nhuận chúng ta sẽ chốt lời ở vùng kháng cự, sát vùng kháng cự lên vùng 263 ha. Đó là cái kèo sắp tới mà mình sẽ vào lệnh, mình sẽ share cho anh em ở channel private, channel VIP của team mình ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Ethereum này. Ethereum anh em có thể thấy trên xu hướng ở trên không daily, và đó là xu hướng tăng ha, với các đỉnh đáy sau là nó cao đỉnh đáy trước. Ok, và trước đó thì Ethereum nó liên tục nó phá đỉnh cũ của Ethereum ở trên không daily, và nó quay trở về, nó retest bằng cách setup và các cái hành động giá tốt. Như này mình thấy là sau khi nó break khỏi cái đỉnh cũ này và nó quay về, nó retest bằng một thanh nến pin ba tăng này, và nó bơm tiếp, nó phá cái đỉnh cũ và nó quay về, nó retest bằng một cái thanh pin ba tăng này, và sau cái pin ba tăng này nó đã giá được một chút, và sau đó nó sideways ha. Và ở đây thì chúng ta sẽ cái mục tiêu, cái plan sắp tới, kế hoạch sắp tới của chúng ta sẽ là chờ long ngay tại cái vùng hỗ trợ, đây là cái vùng đỉnh cũ của Ethereum, cũng là cái vùng chuyển giao xu hướng ha. Không, cái vùng này không phải là cái vùng chuyển giao xu hướng của Ethereum, cái vùng chuyển giao xu hướng của Ethereum là cái đáy này này, đây là cái đáy từ 195 đến 200 á, đây là cái vùng chuyển giao xu hướng của Ethereum trên không hấp không daily, cho nên chúng ta sẽ đón một lệnh long ngay tại cái vùng chuyển giao này, hoặc là và cũng sẽ có một cái lệnh là ở long ở cái vùng hỗ trợ trên không daily của Ethereum ha, nếu có hình thành setup tăng giá. Ok, và tuần sắp tới thì mình dự báo là nó sẽ biến động rất là mạnh, bởi vì sắp tới tuần sắp tới thì giá của Bitcoin nó sẽ break ra khỏi cái mô hình tam giác này, cho nên là tình hình trong các ngày tiếp theo thì nó sẽ rất là nhạy cảm. Anh em nên follow cái channel VIP của team mình ha. Ok, và nếu video cập nhật về tuần tiếp theo của mình từ tuần ngày 20 tháng 7 đến 26 tháng 7 đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia group Merchant ATM thì hãy scan mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram một cách là search icon cộng Merchant gạch ngang ATM để tham gia nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo.